nay thì hoạt động sản xuất chủ yếu của người Kinh là canh tác lúa nước, trồng cây ăn trái và chăn nuôi. Thì ở đây là em có mô hình ngôi nhà ba gian hai trái của Vĩnh Long. Thì người Kinh ở Vĩnh Long thuộc lớp người di dân từ xứ Ngũ Quảng vào khai khẩn vùng đất này ở thế kỷ 17-18. Từ đó thì tạo nên là các kiến trúc ở Vĩnh Long chịu sự ảnh hưởng của người Trung như nhà chữ Đinh, chữ Nhị, chữ Tam, nhà ba gian hai trái. Thì ở đây là mô hình ngôi nhà ba gian hai trái. Theo thống kê bước đầu của Bảo tàng Vĩnh Long thì hiện nay toàn có gần 100 ngôi nhà xưa, trong đó thì nhà ba gian hai trái chiếm số lượng lớn là 42 ngôi nhà. Hiện nay thì tỉnh Vĩnh Long đã có phương án bảo tồn và phát huy giá trị những ngôi nhà xưa này để đưa vào phục vụ khách du lịch. Đây là sưu tập đèn dầu ở các thời kỳ từ tầng lớp giàu sang đến giới bình dân với nhiều kiểu dáng chất liệu được bảo tàng sưu tầm. Bên cạnh đó cũng được một số nhà sưu tập yêu quý cổ vật hiến tặng cho bảo tàng. Đây còn là một minh chứng về lịch sử, văn hóa và kinh tế của vùng đất Nam Bộ nói chung và Vĩnh Long nói riêng. Bên cạnh việc trồng lúa làm nguồn lương thực để phục vụ cho nhu cầu đời sống, thì nông dân ở Vĩnh Long cũng như nông dân ở nhiều nơi khác trên vùng đồng bằng sông Cửu Long được thiên nhiên ưu ái có nguồn nước ngọt vây quanh với hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt. Từ đó đã tạo nên sự đa dạng và phong phú về nguồn thủy sản, giúp người nông dân biết sáng tạo ra nhiều loại ngư cụ để đánh bắt. Tùy theo từng loại thủy sản mà người nông dân có nhiều loại ngư cụ đánh bắt khác nhau. Năm 2007, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã chọn gánh hát bội Đồng Thinh qua Mỹ biểu diễn cùng với chương trình Mekong Dòng sông kết nối các nền văn hóa. Hát bội là một loại hình hát ca ra bộ nên còn được gọi là hát bộ. Người có công đầu trong loại hình nghệ thuật biểu diễn này là thầy Phó 12, tên là Tống Hữu Định, là cháu của quốc công Tống Phước Hiệp. Vì là người con thứ 12 trong gia đình nên được người đời tôn kính gọi là thầy Phó 12. Các vở tuồng hát bội thường diễn lại những sự tích, ca ngợi tấm gương những anh hùng và đề cao yếu tố ngũ thường nhân lễ nghĩa chí tính trong đạo làm người. Kết thúc tuồng bao giờ cũng mang lại cái kết có hậu. Đặc biệt trong các lễ hội đình làng, hát bội là hình thức luôn được mọi người quan tâm và yêu thích. Xin giới thiệu đây là một số hình ảnh và hiện vật về một số nghề tiểu thủ công nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long. Xin được giới thiệu đây là trang phục giao tiếp truyền thống của nam nữ vùng Nam Bộ xưa, thường được dùng trong các dịp lễ Tết và cưới hỏi. Xin được giới thiệu đây là trang phục truyền thống của người Kinh, chiếc áo bà ba dành cho chị em phụ nữ. Khi chúng ta nhìn thấy chiếc áo bà ba, chúng ta sẽ liên tưởng đến ngay sự đầm thắm dịu dàng của những cô gái vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Bên cạnh đó, phái nam cũng không kém khi có nguyên một bộ bà ba đen. Bộ bà ba đen của nam thường kết hợp với chiếc khăn rằn. Đây là nét đặc trưng của người đàn ông Nam Bộ. Là người con ở miền Tây sông nước, ai cũng biết đàn ca tài tử là một loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng Nam Bộ. Là loại hình nghệ thuật của đàn và ca do những thanh niên nam nữ ở nông thôn Nam Bộ ca hát sau những giờ lao động vất vả. Loại hình nghệ thuật này ra đời từ cuối thế kỷ 19, bắt nguồn từ nhạc lễ, nhã nhạc cung đình Huế và văn học dân gian. Đặc biệt ở đây có bằng vinh danh nghệ thuật đờn ca tài tử của UNESCO trao cho các tỉnh thành ở Nam Bộ vào năm 2014. Xin được giới thiệu đây là một số hình ảnh về các lễ hội đình làng của Vĩnh Long. Hàng năm tại các ngôi đình có các kỳ lễ hội như lễ Kỳ Yên, lễ Thượng Điền và lễ Hạ Điền. Hiện nay toàn tỉnh Vĩnh Long có 28 ngôi đình, trong đó có 2 di tích quốc gia và 26 di tích cấp tỉnh. Xin được giới thiệu đây là bộ sưu tập gốm men xanh trắng thường được người Kinh sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày trong gia đình. Phần thuyết minh về văn hóa dân tộc Kinh đến đây là hết.